Dạ, cô tên Trần Hoàng, cô Tèo xin chào khán giả thân thương ạ. Tên rất là ấn tượng, họ Trần lót chữ Hoàng tên cô Tèo. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Dạ. Mày to con bự con gì mà tên cu Tèo? Ừ. Mày có nước tên cu to thì có. Trời ơi. Cũng biết lừa lọc rồi là giờ chú ghét lắm nha. Đúng rồi. Cái chú này nó ta nói đúng, không có cái gì, đừng có nghĩ cái gì mà quá đáng, đừng có nghĩ bậy bạ, nó không có gì. Ở dưới quê là ta vậy. Quá đặt tên xấu để mình dễ nuôi con thôi. Tên còn xấu xa hơn nữa. Cu Tèo, cu đất, cu lửa, cu đen, cu trắng, cái gì đó đặt cho dễ nuôi thôi. Kính quý vị và phần thi quyết định trong cuộc thi Hoa hậu ngày hôm nay là phần thi tài năng. Dạ. Trân trọng kính mời tất cả quý vị thưởng thức phần trình diễn của con nhỏ này và thằng quỷ dịch này. Chào, để giới thiệu trả thù. Với bài hát mà tụi đầy nghe trước biết sau, xin bà con cô bác vỗ tay thiệt lớn để thí sinh có tinh thần để hát. Một tràng vỗ tay thưa quý vị. Chú ơi, ca gì chú? Nhạc lên mày hát chú, đi. Chú ơi.